Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình và mình là Kiệt Nguyễn. Dạo gần đây thì mình đang tìm hiểu một số từ khóa để chuẩn bị làm video, thì trong đó có chiếc Ricoh GR3 và chiếc X100V thì đang có lượt tìm kiếm rất là nhiều. Vậy nên đó chính là lý do vì sao video này đã được ra đời. Vậy thì cụ thể cả hai chiếc máy này có những cái điều gì mà khiến nhiều người phải cân đo đong đếm đến như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của tuần này thôi nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng so sánh về kích thước của hai chiếc máy này. Nhìn sơ qua là bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng là X100V sẽ có ngoại hình to con hơn so với cả chiếc Ricoh GR3 này. Thậm chí là chiếc X100V này sẽ nặng cân hơn so với cả Ricoh GR3. Khi mà chúng ta mở máy lên thì ống kính mới được đưa ra ngoài, và nếu mà chúng ta tắt máy đi thì ống kính sẽ được thu gọn lại và khiến cho máy sẽ có một cái ngoại hình cực kỳ là gọn nhẹ. Và từ đó là chúng ta hoàn toàn có thể cho nó vào trong một cái túi hoặc là thậm chí là túi quần. Còn nếu như mà so sánh với độ dày ấy, thì X100V chắc chắn là sẽ dày hơn so với cả Ricoh GR3. Còn chiếc X100V này sẽ sử dụng một chiếc ống kính fix 23mm f2 ngay ở trên ống kính như thế này luôn, và chúng ta sẽ không thể thò thụt như là trên Ricoh GR3. Với chiếc X100V thì chúng ta sẽ có một cái viewfinder ở đây, sẽ kiêm luôn là OVF cũng như là EVF. Đồng thời như các bạn có thể thấy thì Fujifilm có rất là nhiều vòng vật lý ở trên chiếc máy này, như là vòng tốc độ, khẩu độ, ISO hay thậm chí là vòng EV. Từ đó là máy sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác sử dụng rất cổ điển, giống hệt như là chúng ta đang sử dụng một chiếc máy ảnh phim thời xưa vậy. Còn với Ricoh GR3 ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế hiện đại và tối giản hơn rất nhiều, khi mà những cái vòng kể trên ấy nó đã được tinh gọn lại bởi những cái vòng vặn này hay là nút bấm rất là nhỏ ở trên chiếc máy này. Và điều này sẽ rất là phù hợp với một chiếc máy có cái form dáng rất nhỏ gọn như thế này, và bên cạnh đó là giúp chúng ta có thể thao tác máy chỉ với một tay. Và chiếc máy này thì nó sẽ không có viewfinder giống như là dòng Fuji X100 ở đây. Vậy nên chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng qua cái màn hình này, và nó sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác sử dụng khá là hiện đại, và cảm giác nó sẽ giống như là việc chúng ta đang sử dụng một cái điện thoại vậy. Thế nhưng nếu như bạn muốn ngắm nhìn khung cảnh thông qua viewfinder ấy, thì chúng ta có thể mua thêm một cái viewfinder rời như thế này và gắn lên phía trên hot shoe của máy. Vậy nên thì phong cách của hai chiếc máy này là hoàn toàn khác nhau, không có chiếc máy nào đẹp hơn hay là xấu hơn cả. Nhưng mà đối với quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ lựa chọn Fujifilm X100V, bởi vì nó sẽ mang lại cho mình một cảm giác sử dụng cổ điển cũng như là cái form máy rất là giống với máy phim. Cả hai chiếc máy này đều sử dụng cảm biến crop và độ phân giải thì cũng gần giống nhau. Với chiếc Ricoh GR3 này, chúng ta sẽ có rất nhiều phiên bản để có thể lựa chọn theo nhu cầu, nhưng mà sẽ có hai dòng chính để các bạn phân loại, đó là GR3 và GR3X. Với GR3 sẽ sử dụng tiêu cự 18.3mm, còn với GR3X sẽ dùng tiêu cự là 26.1mm. Nhưng mà đối với Fujifilm thì nó sẽ khác biệt đôi chút, khi mà từ chiếc X100 đời đầu cho tới cái chiếc X100 mới nhất là X100 Mark 6 ấy, thì nó đều sử dụng chung một cái tiêu cự là 23mm với khẩu độ là f2. Về tiêu cự ấy, thì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Nhưng mà đối với bản thân mình, nếu như được lựa chọn ấy, thì mình sẽ sử dụng GR3X với tiêu cự là 26mm và X100V với tiêu cự là 23mm f2. Vì khoảng tiêu cự này đối với bản thân mình là nó sẽ rất phù hợp, cũng như là có thể đa dụng ở trong nhiều trường hợp chụp. Còn đối với các bạn ấy thì mình không thể biết được, nên là nếu như bạn muốn mua hay là muốn trải nghiệm về những dòng máy Ricoh hay là Fujifilm thì có thể ghé thăm tới cửa hàng của Gia Duy Đạt, cũng như là có thể thuê những chiếc máy của Fujifilm tại tiệm tạp hóa Fuji với mức giá rất là phải chăng. Và tất cả những thông tin thì mình đã để ở phía dưới rồi đấy. Và chưa dừng lại ở đó thì cả hai chiếc máy này sẽ đều có cả ND filter ở bên trong, với Ricoh là 2 stop và với Fujifilm là 4 stop. Và một trong những tính năng rất nổi bật của cả hai chiếc máy này đó chính là khả năng giả lập màu phim. Không những thế thì cả hai chiếc máy này đều có những ứng dụng của bên thứ ba giúp bạn có thể custom ra những cái màu phim rất là độc đáo của riêng mình. Trên Ricoh GR3 thì có chống rung 3 trục, còn với Fujifilm X100V thì lại không có. Việc có hay là không có chống rung, có quan trọng hay không thì đó cũng là quan điểm của mỗi người. Thế nên đây sẽ là một trong những yếu tố mà các bạn nên cân nhắc khi mà lựa chọn giữa hai mẫu máy này. Về tính năng kháng thời tiết thì sẽ hơi đáng tiếc cho Ricoh GR3 khi chiếc máy này không được trang bị. Mặc dù là cái chiếc máy này được sinh ra để mang ra ngoài chụp ảnh đường phố, chụp ảnh du lịch, thì không có tính năng kháng thời tiết cũng là một cái yếu điểm của chiếc máy này. Nhưng nếu bạn là một người bảo quản máy kỹ càng thì mình nghĩ đây không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng mà chắc chắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu như bạn sử dụng X100V, khi chiếc máy này có thể giúp bạn kháng được những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như là bụi, nước mưa.
Giá thành chính là một trong những vấn đề đau đầu nhất khiến chúng ta phải cân đo đong đếm hoặc là không nếu như bạn dư giả về kinh tế. GR3 và X100V thì sẽ có mức giá mua mới và mua cũ như sau. Sự chênh lệch là tương đối nhiều giữa cả hai dòng máy. Mẫu máy X100V là mẫu máy cực kỳ hot của Fujifilm. Mặc dù là X100 Mark 6 đã ra mắt được một thời gian rồi, nhưng mà X100V vẫn không hề giảm sút một chút nào về cả giá thành cũng như là độ hot. Cả Fujifilm X100V và Ricoh GR3 thì đều cho ra chất lượng hình ảnh rất tốt. Với cái màu ảnh của Fuji thì theo như mình cảm nhận là nó sẽ cho ra một cái cảm giác rất là vintage, rất là hoài cổ. Còn với màu của Ricoh ấy, tuy là nó cũng gọi là giả lập phim ấy, nhưng mà những cái giả lập phim này nó sẽ mang hơi hướng, nó hơi tây một chút. Và theo như mình cảm nhận thì Ricoh GR3 thì sẽ cho ra hình ảnh có phần sắc nét hơn một chút so với cả X100V. Và cái kiểu nét của GR3 thì nó sẽ có phần hơi nét gai một chút. Và trên đây là video so sánh của mình về chiếc Ricoh GR3 cũng như là Fujifilm X100V. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì về hai chiếc máy này thì cứ mạnh dạn comment ở phía dưới nhé. Mình chắc chắn sẽ trả lời hết tất cả các bạn. Bên cạnh đó thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới cửa hàng của Giang Huy Đạt cũng như là tiệm tạp hóa Fujifilm đã cho mình mượn hai chiếc máy này để có thể làm video review gửi tới các bạn. Nếu như video này hữu ích với các bạn thì đừng quên ấn like cũng như là subscribe channel của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.